Chào mừng anh chị đến với channel của Ninh Tuấn Bất Động Sản, nơi anh chị nhận được những thông tin và những cơ hội đầu tư. Thì trước mắt quý cô bác anh chị và quý đầu tư, đó là sơ đồ cơ bản của những con đường, những tuyến đường của Nhân Trạch. Thì hôm nay em và quý cô bác anh chị cùng đi khảo sát một cái khu công nghiệp mới của huyện Nhân Trạch, đó là khu công nghiệp 7 tại xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thì trước mắt quý anh chị, đó là đây là cái tuyến đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Dạ. Thì theo hướng di chuyển thì chúng ta sẽ di chuyển theo 19 và chúng ta sẽ di chuyển về đường Trường Chinh và sẽ di chuyển vào khu công nghiệp 7. Dạ. Thì vị trí này chỉ cách với cầu Phước An la sang bên Bà Rịa Vũng Tàu, và khoảng cách từ khu công nghiệp 7 đến cả Phước An khoảng cách từ 1,5 cây đến hơn 2 cây số thôi. Dạ. Thì hiện tại khu công nghiệp 7 có tổng diện tích là 330 hectare là khu công nghiệp, và khu dịch vụ là 220 hectare. Dạ. Và tiếp tới là đó là khu cảng cả Phước An ấy ạ, là 182 hectare. Dạ. Và một cây cầu đi qua Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang được triển khai. Thì xíu nữa em sẽ bay flycam để quý cô bác anh chị có cái nhìn rõ hơn về tổng quan khu vực tại khu công nghiệp 7 nói riêng và bất động sản tại khu vực Nhân Trạch nói chung ạ. Dạ. Thì trước mắt quý cô bác anh chị, đó là cổng vào của khu công nghiệp 7 Nhân Trạch. Dạ. Thì trước mắt quý anh chị, đó là những hình ảnh trên cao mà em Tuấn có quay được gửi đến quý cô bác anh chị. Để anh chị chưa biết về khu công nghiệp 7 Nhân Trạch, em Tuấn sẽ chia sẻ thêm một xíu là khu công nghiệp Phước An, khu công nghiệp 7 định hướng mục tiêu là việc phát triển hệ thống hạ tầng khu công nghiệp phù hợp với các ngành khu công nghiệp xanh, phù hợp với từng nhu cầu khách hàng và quy định của nhà nước. Thì tổng quan khu công nghiệp Phước An là khu công nghiệp 7 đấy, có tổng diện tích là 330 hectare, và khu vực hậu cần là 220 hectare, và cả Phước An là 183 hectare. Yeah. Thì khu công nghiệp Phước An tiếp bước với khu công nghiệp hiện hữu trên địa bàn Đồng Nai, trở thành địa điểm đầu tư hấp dẫn, lợi thế sau, nằm trên trục đường cao tốc quan trọng bậc nhất của phía Nam, gồm có cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Bến Lức Long Thành. Dạ. Liền kề với 3.500 hectare khu công nghiệp tại huyện Nhân Trạch đã hiện hữu lấp đầy 100%. Dạ. Thì trước mắt quý anh chị, đó là những cái khu vực cổng vào, mà bên cạnh đó là cái cao tốc Bến Lức Long Thành. Dạ. Sẽ là một cái khu vực đẩy mạnh nên cái tăng trưởng không chỉ cho Nhân Trạch mà còn cho Đồng Nai, thì sẽ giảm tải rất là lớn cho cảng Cái Mép và sẽ không phải đi ra quốc lộ 51 nữa. Khi mà chúng ta đi du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi qua quốc lộ 51, thường thì thứ bảy chủ nhật rất là ùn tắc, thì đây cũng là một cái lựa chọn thứ hai cho quý cô bác anh chị khi cầu Phước An đang được xây dựng rất là nhanh chóng. Dạ, rất là nhanh chóng. Và ngoài ra còn có khu công nghiệp 7 cả Phước An, nó là giảm trọng tải rất là lớn, và cái nguồn thu nhập về thuế cho tỉnh Đồng Nai rất là lớn, rất là cao, cho không chỉ cho huyện Nhân Trạch mà cho cả tỉnh Đồng Nai. Dạ. Đấy, rất là mừng. Dạ. Thì trên đây là có những thông tin cơ bản về khu công nghiệp 7 em Tuấn muốn gửi đến quý cô bác anh chị. Dạ, quý cô bác anh chị yêu quý thì nhớ nhấn nút like,
và đăng ký kênh để ủng hộ em Tuấn, để em Tuấn like nhiều video về hạ tầng và những nguồn đầu tư tại đây. Em Tuấn xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video sau nhé.